xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Thực trạng giao thông tại Việt Nam hiện nay. Hiện nay, giao thông Việt Nam đang còn tồn đọng rất nhiều hạn chế, tình trạng không chấp hành tín hiệu giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, đi sai phần đường, làn đường, đi ngược chiều, trở quá số người quy định. So với số liệu thống kê những năm trước thì con số này đã giảm, tuy nhiên vẫn đang ở mức báo động. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng là hết sức cần thiết. Khái niệm về văn hóa giao thông. Văn hóa giao thông là một bộ phận của văn hóa công cộng. Là ý thức, thái độ của mọi người khi tham gia giao thông trên đường phố. Tập hợp các cách ứng xử, xử sự, chấp hành đúng các quy định của pháp luật giao thông. Một số biểu hiện của văn hóa giao thông. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đi đúng phần đường, làn đường quy định. Không đỗ xe trên lòng đường, vỉa hè sai quy định gây cản trở, ùn tắc và mất an toàn giao thông. Chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Không điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định. Không sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. Không bấm còi, thúc giục khi đèn tín hiệu giao thông chưa chuyển đèn xanh. Ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông. Quan tâm giúp đỡ người bị rủi ro khi tham gia giao thông, không vô cảm trước nỗi đau và rủi ro của người khác. Nhường đường cho các loại xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát. Nếu thấy người đi bộ, đặc biệt người già, trẻ em, người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ qua đường đảm bảo an toàn. Tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông và các nguy cơ về tai nạn giao thông. Tuyên truyền vận động người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông. Ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng một nền giao thông hiện đại, văn minh, một môi trường giao thông an toàn, thân thiện cho con người, vì con người. Xây dựng văn hóa giao thông là trách nhiệm của cộng đồng.